Anh đâu mà đang tay xuống.
Thank you.
Game. Và chuyển quá trình này được kết thúc tự game
Parkland, Kalum. Để xin lưng lưng các bạn làm một số nhiệm vụ giải cứu để tăng cơ chế cho điều tra. Rất vui khi gặp lại các bạn trên kênh kỹ năng trải game. Chúng ta tiếp tục cùng nhau chơi tập game Supermarket City. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cửa hàng để một chút thôi. Kéo anh sắp xếp luôn này em ạ. Còn đi hôm nay đi tìm cái đường này coi không không biết sửa hơn như đi tìm cái đường này Thank you.
vamos a pedir. De ahí, de botar, uy. Malo, ¿no? Duy nhất tức là xong rồi luôn là thì chịu đi có thể một phát đi một phát hai khổ quá đi chưa chắc là một nhau đâu
nhập nó bay tới hiểu gì đâu khác gì hết. Vâng, thì con gửi cảnh thứ hai phát đi còn thẻ phun vượt cao đi. Bay được không phát sang Japan đi, cứ một phát hai là nó lại chết. Nguyện làm nô lệ cho em, nguyện yêu em suốt cuộc đời. Tối thì nhảy ăn gì đi mọi người. Hôm nay ship chắc đắt lắm. Bánh mì thịt nướng 1k này, ngon. 2.000 á. Ừ. Mà đi đây. Mẹ tiền ship có tiền bánh mì em ạ. Sang Nhật đi Huế. Bạn có thể VIP thì sang không thôi. Ý mẹ tắm nó quá. Ăn được hai phát quá mẹ luôn. Giờ ăn hết xét. Đi rò. Đi rò. Không mua được đây đâu. Còn mẹ nó bắt mua 7 cái nó mới cho. Tôi thế. Cho 1.000 ạ. Mình mua 7 cái. Thường là bắn đắt thắt khét thì mới khóa nên đang bắn. Mua 7 cái bánh nó mới cho khuyến mại 1 cái. Anh đâu mà là sàn men tay phun được một con lại bay một hai phát là hết. Mày con mèo đây.
sang Sapa đây, quê hết rồi đây. Không về được nữa. Năm nào nó mở thì không biết. Thank you.
nghe là cái bạn đang làm tôi bạn tập trên đây này rồi.
Xét được cao một hôm là được làm nữa, tập trung một tay đi. Chào mọi người, chào mọi người quay trở lại với Push Fest. Xin chào tất cả các bạn, các bạn đã trở lại với Lam City. Xin chào quý vị, xin chào các bạn. Thank you.
chơi cho game đi cà phối và làm cách nhiều okay. Cái đặt hai cái sơ sinh không ơi. Thank you.
linh cảm với cái này đéo thì nó đang nói cái gì không đấy. Đến cái giường ấy mà mày biết nó không lên nước. Không lên nước thì bơm thì 3 4 phút không có cái đường nước nào thì chả tắt đi. Thế mày mở cái ngoài kia chưa? Mở rồi. Cái lỗ sáng là bố mày thêm khóa thì mẹ mày. Lại là con nó mở rồi. Cái phải cái gì mà kia mà không hả biết. Mở mày sáng ra bố mày lại thêm khóa. Có khi có khi đâu. Có khi thì tao mở đi mở lại mới đất rồi mà. Mở đi mở lại. Tao mở vặn ra thì người chụp kim đồng hồ là nó. Khả năng tự qua nó đang đang mở rồi nha. Nào xong quan tâm buổi đó. Em
biết trường mầm non BCA đằng sau bờ sư phạm gì. Bất lập không hiểu ạ. Đấy, anh sẽ hiểu chưa? Có ai quan trọng nhất của người bất công không thì gọi là chúng đã. Lên cấp lại, đây là tôi điện trưởng cấp lại. Có một việc là hồ sơ đi học lại từ đầu, từ năm nhất. Cái gì? Bằng á? Ừ. Chắc có chỉ trong ngày à, rồi đi đâu? Huy động anh em đi tìm một ngày là như sao thấy phải không? Anh em đang ngồi thì các bạn là cố ngăn lên. Có ba anh kia. Nhờ dạo đi dạo lại. Chưa ra sao các bạn này học có một tờ giấy tí tí rồi nửa một phần ba dưới A4 rồi. Cái bạn Đức Anh hình như ngày xưa mình ngủ ý sao? Đêm là khô người. Như kiểu sấy luôn, sợ đen thâm luôn. Khủng khiếp.
công dân. Có gì làm sao đây? Okay.
Xin một nửa. Có thể nói với tao đâu, toàn toàn nói với Hùng ăn thịt ăn cá không ăn khoai. Anh chị không ăn khoai lang đâu. Ăn gì? Khoai lang. Ăn. Để bỏ đĩa cho tao đi. Đéo nào đi mơ lại ăn khoai mật mày. Cái tôi chứ bỏ khoai lang. Mày bị điên là có khoai, cái loại khoai mà khoai nhờ. Khoai bở bở mà không có tí đường á. Thì khoai nhờ. Cái này là khoai mật rồi mà. Anh em rõ không nào, cái dương công xanh rồi. Nhà anh Dương tăng cân về. Nhiều vậy vẫn là đi tăng cân. Khoai ngon á. Nhưng mà cái lúc nóng vừa mới đưa ra thì thấy hơn nhỉ? Ngon. Ừ. Thì ăn cắt nưa. Xiên. Xiên nưa à? Xiên cổ. Cái này kiểu nó đuổi. Á. Nước của Phan rồi. Nè, định ăn khoai phát buồn rắm luôn à. Dễ hiểu rồi. Tôi dám được xem là nó có to hơn như thế nào không? Anh thử phát nhé. Ok anh. Mát luôn anh. Bên này thì em quay quả cho mình đấy. Có qua bên đấy đâu. Nó thẳng vào. Thẳng vào mông vậy kìa. Tiếp.
thế thì luôn cái pad ở đây nha, cầm cây của anh nó có đơ đơ chút cũng không sao đâu. À, 24 đuổi IP đều được mà. Tao đang không hiểu câu hỏi của nó. Có một số con làm lâu rồi nó lỗi xong, đuổi IP xong. Đuổi như nó mang thế luôn. Nó còn chuyển cho công 5 nữa, chết con mẹ luôn. Mà làm một lúc thì đổi đi, nhà nhiều mấy không? Đẹp quá. Giờ con mèo rồi. Thôi như cứ đi đổi nhiều mèo thì ai biết nhiều mèo. Mèo vấn đề là gì mà con mèo vào thì nó bị đổi này cũng là vấn đề. Ai được thẻ vào mới là vấn đề. Rồi FP ad mà mày. Nó chứ kiểu đấy. Nghĩa là không nói được. Thế mà mày không nói. Nhìn thấy nướng kiểu này nó ngọt. Nó tạo nó khô rồi. Nó ngọt mà. Phải mật nè. Cái quán nó vui vậy là Lan Chi. Không thừa thiếu. Rồi đây coi là tàu bạn ơi. Coi như kiểu nhiên. Thiếu mà, có biết bạn thiếu mà. Thiếu cái gì em tuần hôm qua mới tăng cái gì. Tốt nhẹ. Mấy năm này là mua ở nhà máy. Còn trước khi mua về thì những cái cục mai này đã được xử lý rồi. Với các tin nhật. Thế là ra còn nữa. Mình nó ngấm đi đấy. Làm sao nó có mùi. Đi rồi. Đi rồi. Bằng chè thôi. Cá chín lít bao nhiêu chất như vậy đấy? Ăn có vị chát chát đắng đắng. Ừ. Ừ, canh. Thì nào đây? Lao lực quá đấy thầy. Mấy còn nhiều. Cá. Bình thường là 1 tiểu nhưng mà hôm qua cố cái là 3. Cố cái thế là 3, cố thế là 3. Nhưng mà tôi gầy tầm giữa ăn cùng sau của mẹ căng quê lệ à. Căng mà. Cúc quê thì tôi có khỏe thật. Nóng nó dốc ra thôi.
Mình nhà đi mẹ mày sống văn minh lên. Ngay bật. Cái quân à cái mi trên là nó ra hạn đi tháng sau hết rồi đó anh. Ừ. Là nó ra tất cả máy ra tháng sau hết rồi. Hay là hay là còn mấy con. Nhìn vào ngạn hạn của nó ấy. Sao từ lên tới đâu mà 13 tháng 7. Ai để biết xem hạn. Ừ, con hỏi mới nhìn à. Lại cuộc chiến này bắt đầu. Đào óc người ta vẫn biết nhìn. Mày không óc nhưng mà nhìn nó không thấy. Hay. Hay chứ. Biết là mình thích nhau. Đấy, mà nó nằm ở chỗ kia kìa. Ra đây. Sáng tôi quét nhà rồi. Ai thấy? Để biết cái nào và cái nào luôn á. Ai ăn pate thịt đấy nhỉ? Ủa quên là gì? Xúc xích à? Pate xúc xích. Xúc xích nào luôn á? Pate nha, của em cũng làm pate. Đây là không có chút pate đúng không? Đó có pate đúng không? Có. Vừa rồi này em đi ra. À, cái có bé nhỏ vậy. Bắt mẹ ăn thì nó mới bắt
Gà sẽ cay một tí nhỉ. Nhiều con mình ăn màu xanh nhớ sạch xí. Mày xem lại giá đi. Xem lại đi, bố phải chụp ảnh cho mày đấy. Làm gì được còn 11.000 đúng không? Thank you.
Trò chuyện của mày này đéo ngon. Hôm nay xong rồi, cho cả đã móc mật rồi. Bàn giao nhạc trình vô đồ thang nha. Đến đây. Hả? Mày bàn giao quá muộn đồ thang đi anh. Qua tàu rộng chán rồi đấy. Sạch chưa? Sạch rồi, mày ra mình thử xem. Tí bố mày ra bố mày xem. Kéo sạch cái bát cọ lại đấy. Bây giờ mày lấy tay mày lấy cái bát múc lên mày uống thử. Hình như vẫn chưa sạch đâu, hôm nay nó ra. Như quả phát lắm. Đấy như cậu buồn cầu đâu mày à. Ăn được rồi em. Ừ. Ôi qua giúp mắn nhiều lắm mà sao được có 95-900 nhỉ? Có thêm mới cắm auto cả ngày cơ mà. Ôi gì bạn ơi, là bao rồi. Bạn giúp 700 à? Đố. Cái gì xảy ra thì các gì bạn đã không thấy. Nhân vô thập toàn. Cờ linh phá xích này. Ai? Cờ linh phá xích tích này. Thì chạy nhiều đấy. Có tờ lề. Không rề là không thể. Thì nó được quá. Thế mới khóa là một nhiều nhiều này là cái gì đấy Dũng? Quay được nhiều à? Cái này là cái đầu vào. Vừa chết thì nó được quá. Hôm mình có nước lượng mình quên uống. Uống bao nhiêu năm rồi. Năm bay lấy rồi. Năm bay hả? Năm bay. Nhà mày như có cây dâu da đúng không? Nhà mày có cây quả đấy luôn. Chặt mẹ ra con. Nó bị đổ thì không nên để mất tiền. Mất tiền thì làm gì có gian đâu. Hạt đi. Anh em đã lên giáo viên. Em còn nếu ăn hạt chúng ta, anh mình không biết. Thì cho ăn cả hạt, thằng nào bỏ hạt. Không sao đâu bỏ hạt. Học. Mẹ ăn được cả hạt. Để ăn cả hạt, kéo ai bỏ hạt. Ăn hạt lúc ấy chỉ là một cây. Ăn được. Nuốt luôn chứ đừng có nhà. Mẹ dạ, dịch dạ dày của bạn muốn tiêu hóa được cả sắt, cả thép thì... Mẹ nó mỏng trong người. Ai mà mỏng trong người? Đối với tôi thì mình cũng kiểu cái cây. Sự nghiệp của cây đấy ạ. Sự nghiệp của cây. Dĩa cây ạ. Ngon lắm em. Cây tối nay mình dám phát nhé. Em đang ăn đấy, em đấm anh rồi. Trước người ta cây dâu da là trội chóc, nó dọi luôn, nó không mỏng đấy đâu. Thank you.
lên đằng nào mang lên. Cái này giống quả mãng cầu ấy chị. Đấy là biểu cảm của sự ngon. Ngon thích tuổi què mấy. Như con à? Bỉ ra thôi, bỉ như bỉ lồn này. Biết đâu đốt người em. Sao phải ăn đẹp chưa? Anh nuốt hết đi à? Nó dính vào nên nó phải dốc cơ mà ăn mở bẹt tôm vã. Chua đấy. Mày càng ăn vào đến hạt càng chua. Anh có cắm móc tù à? Về đi đây nhỉ? Ừ, anh mày có này à? Tầng 2
một bị bung cái nách rồi này. Ảo à? Ôi, có sạch quá luôn nha. Trách nhận biết phải. Cầu tầng 2, tầng 1 là nó bị bung đi, tầng 4 bị bung mất thế này rồi này. Nghe con này đúng ra chỉ đúng hơn. Cứ em đúng không hơn. Sắp không phải là anh em trên tầng mà không phải là dưới tầng. Trên tầng của mỗi nó là đông rồi. Mà dưới dưới thì nữa. Chỉ có anh em thôi. Thì đông nhất là trong cái đi vệ sinh. Ừ. Sao rồi, cứ đủ rồi anh em. Ây hô. Chị em đủ không cách này. Đào đá đỏ ở thì anh xin lỗi Thắng nhé, của anh ăn 4 vật trứng. Ăn uống của anh có liên quan gì đến em đâu. Thì em, anh nói em, thế nhưng mà em, vui quá em, thì cho anh xin em, lỗi. Em thường dám em chỉ đọc. Chứ không phải anh cố ý như thế, đây anh nói trước. Không đến lúc vui quá rồi bảo anh. Anh không cố ý nhé, anh chỉ có sex. Anh xin lỗi em rất nhiều đấy. Ê, Dũng với Hùng BT ad dài này thế đấy nhỉ? Quần hay... 3 lòng à, nhầm 3 lít 3 lít chỗ này. Rồi em ai cân nhận số liệu mà không lên là gì? Ôi chê cam của anh ạ. Còn đi đây này. Chỉ có thường dây được.